Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 11 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì đến cuối năm 2023, huyện Tam Bình đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận quyền đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này là niềm vinh dự, tự hào, là món quà ý nghĩa dành tặng đảng bộ, chính quyền, quân và dân của huyện trong mùa xuân mới Giáp Thìn 2024. Xuân Giáp Thìn năm nay với gia đình ông Trần Văn Sử ở xã Long Phú, huyện Tam Bình là một mùa xuân thật đủ đầy và ấm no. Trước Tết, gia đình ông trúng mùa khổ qua và dưa leo, nên gia đình năm nay đón Tết sung túc hơn. Chuyển từ cái vụ lúa sang vụ màu đạt rồi là trúng mùa. Tôi có ăn công mà bán 40 triệu đó, rồi là lúa năm nay cũng trúng. Rồi đường xá thì khang trang, rồi có lộ xe bốn bánh vô tới chỗ luôn. Cho nên dân dân ở ấp Phú Thạnh là rất là mừng, rất vui. Trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Bình phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chí thú làm ăn, tích cực thi đua lao động, vượt khó vươn lên trong sản xuất và đời sống. Nhiều mô hình chăn nuôi trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao đã được nhân rộng. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được nâng lên đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 58 triệu đồng một năm, tăng trên 40 triệu đồng một người một năm so với năm 2011. Sau hơn 11 năm, huyện đã huy động được gần 1.500 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất kinh tế kỹ thuật. Đến nay đã có 16 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thị trấn Tam Bình đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện đã thực hiện đạt 16 trên 16 tiêu chí huyện nông thôn mới và về đích trước 2 năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Những năm gần đây đó, phải nói là cái bước phát triển của Đảng bộ cùng với nhân dân mình đã là tiến lên được mức này, là phải nói là công sức của Đảng bộ và công sức của nhân dân rất là lớn. Dạ, là tôi thì tôi vô cùng phấn khởi. Giao thông nông thôn. Trước đây thì chỉ có liên đường liên xã thôi, xe ô tô đến xã. Nhưng hiện nay thì nó đã liên xã liên luôn các ấp. Rồi xe bốn bánh nó đi tới nơi tới chốn, tạo cái điều kiện để cho bà con chúng ta phát triển nông thôn, phát triển kinh tế. Tạo công ăn việc làm ở nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trên cơ sở đó phát huy tính tiền phong, gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên, và đồng thời đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, để từ đó là có sự tham gia hưởng ứng tích cực. Xây dựng nông thôn mới là để tập trung chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân. Đó cũng là sự tri ân, đền ơn đáp nghĩa của đảng bộ chính quyền đối với nhân dân đã chở che đùm bọc cán bộ hoạt động cách mạng trong các cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc. Đó cũng là thể hiện tình nghĩa thủy chung son sắt giữa ý đảng với lòng dân.